Thỏ cũng như các loài động vật khác được thuần hóa từ lâu đời, và ngày nay thỏ trở thành động vật nuôi quen thuộc. Thỏ là loài gặm nhấm, dễ nuôi, thích hợp với nhiều loại thức ăn như rau, củ, quả, các phụ phế phẩm nông nghiệp. Người chăn nuôi có thể tận dụng nguồn rau cỏ xung quanh nhà làm thức ăn cho thỏ rất tiện lợi. Chuồng trại nuôi thỏ cũng được làm đơn giản, có thể làm bằng tre, gỗ hoặc lưới thép đều được. Ưu điểm của thỏ là chúng sinh sản rất nhanh. Một năm thỏ có thể sinh sản tới 6-7 lứa, mỗi lứa từ 4 đến 6 thỏ con. Chính vì vậy, chăn nuôi thỏ sẽ mang lại lợi nhuận kinh tế khá cao cho người chăn nuôi. Mặc dù thỏ dễ nuôi, dễ chăm sóc, tuy nhiên muốn nuôi thỏ thành công, người chăn nuôi cần nắm vững về kỹ thuật. Kính chào bà con. Đối với cái chuồng trại của thỏ, thì chuồng trại của thỏ phải bảo đảm vệ sinh thông thoáng và không bị mưa tạt chó lùa. Chúng ta trên mái chuồng có thể sử dụng mái tôn, mái lá hoặc những cái vật liệu khác. Tuy nhiên phải đảm bảo về mùa hè không bị nắng nóng và mùa đông không bị lạnh. Nền chuồng nên làm bằng xi măng để khi mà chúng ta vệ sinh quét dọn cho nó thuận lợi. Đối với cái lồng nuôi thì tùy theo cái diện tích chuồng mà ta thiết kế cái lồng nuôi. Thường thì một cái lồng nuôi với cái diện tích chiều dài khoảng từ 0,6 đến 0,7 mét, chiều rộng từ 0,5 đến 0,6 mét và chiều cao 0,5 mét, và cái chân thì từ 40 đến 50 cm để tạo một cái sự thông thoáng, thì mỗi cái diện tích như vậy ta nuôi một con thỏ nái hoặc là một con thỏ đang sinh sản. Đối với thỏ đực thì cũng nuôi với cái chuồng ở kích thước trên. Còn đối với thỏ thịt thì ta nuôi với cái lồng là có diện tích là khoảng chừng 1 m² thì nuôi từ 8 đến 10 con. Thì đối với lồng nuôi, một cái điều mà chúng ta cần lưu ý là mặt đáy lót ở dưới nền lồng. Thì làm sao sử dụng các cái vật liệu mà có thể làm cho phân nó thoát dễ dàng. Tại vì nếu mà chúng ta không làm những cái lưới mà nó thoát dễ dàng như vậy thì nó dễ làm một cái ứ động cái phân thải, rồi nó tạo cái môi trường cho thỏ dễ bệnh. Công tác chọn giống và nhân giống thỏ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển đàn và hiệu quả trong chăn nuôi thỏ. Đối với cái giống thỏ mà nuôi phổ biến hiện nay của bà con thì ở Việt Nam thì có giống thỏ đen và thỏ xám. Cái trọng lượng trưởng thành của nó khoảng từ 4 kg đến 4,5 kg. Và ngoài ra có một cái giống thỏ lai, thì cái giống thỏ này nó khó xác định nguồn gốc do mình phối giống có nhiều về giống với nhau. Thì thường người ta dựa vào màu sắc, hình dáng và người ta gọi như là thỏ bướm, rồi thỏ trắng, rồi thỏ đen, vân vân. Kính thưa bà con, trong cái công tác chọn giống và nhân giống thì nó rất là quan trọng, tại vì điều này nó quyết định cái phát triển của đàn thỏ. Thì chúng ta chọn giống nó có hai phương pháp. Thứ nhất là người ta chọn theo gia phả. Chọn theo gia phả có nghĩa là cái cá thể đó chúng ta theo dõi ở cái đời trước, bố mẹ, ông bà, và cái thế hệ, cùng thế hệ như là anh chị, thì chúng ta theo dõi hai cái chỉ tiêu. Đó chỉ tiêu là về sinh trưởng và sinh sản. Thì trong đó các cái chỉ tiêu như tỷ lệ đầu thai 70%, cái số lứa đẻ trên con 6-7 lứa, từ cái tỷ lệ nuôi sống là của thỏ con từ sơ sinh đến 30 ngày là trên 80%, về cái tổng lượng lúc mà cái sữa là đạt từ 400 đến 500 gram trên một con. Và cái phương pháp thứ hai là phương pháp chọn theo cái đặc điểm của cá thể. Nếu mình chọn theo cái đặc điểm cá thể thì đối với thỏ đực thì chúng ta chọn là cái đầu to, tai dày, hình chữ V, lưng phẳng, có tính hăng, và chúng ta quan sát ở cái dịch hoàng
thì nó lộ rõ bốn chân khỏe và cái ngực nó sâu, thì như vậy là những con thỏ tốt. Đối với thỏ cái thì ta chọn những cái con lưng phẳng, bốn chân khỏe mạnh, về cái khoảng xương chậu này rộng và cái số vú từ 8 đến 10 vú. Và nói chung khi chọn giống thỏ thì các cái thỏ chọn chúng ta nó sẽ biểu hiện đặc trưng về cái giống. Kính thưa bà con, đối với phương pháp nhân giống thì có hai phương pháp. Phương pháp nhân giống thuần là chúng ta chọn lựa những con thỏ đực, thỏ cái cùng một giống và cho giao phối với nhau. Ưu điểm của cái phương pháp này là tạo ra một cái giống nó ổn định về cái tính trạng. Cái phương pháp thứ hai là phương pháp nhân giống lai, tức là ta chọn của một con thỏ đực và một con thỏ cái khác giống cho giao phối với nhau. Ưu điểm của phương pháp này là tạo ra cái ưu thế lai cho đời sau tùy theo cái mục đích của người sản xuất. Về cái công tác giống để cho cái đàn thỏ nó phát triển tốt thì chúng ta cần phải có sổ sách ghi chép theo dõi trong quá trình thực hiện cho phối giống để tránh cái hiện tượng đồng huyết mà làm thoái hóa của đàn giống. Giai đoạn chăm sóc thỏ từ sơ sinh đến trưởng thành rất quan trọng vì đây là giai đoạn quyết định sự tăng trọng của thỏ. Đối với chăm sóc thỏ mang thai thì chúng ta hạn chế di chuyển, nhất là một tuần trước khi thỏ nó sanh. Chúng ta cho ăn định lượng, ngày cho ăn 2 lần. Thức ăn xanh như rau muống, rau lang, và chúng ta bổ sung thêm cái cám hỗn hợp thì một ngày khoảng từ 10 đến 20 gram trên một con và bảo đảm cái lượng nước uống đầy đủ. Trong quá trình chăm sóc nai mang thai ta phải bảo đảm đến là cái chế độ dinh dưỡng. Chăm sóc thỏ đẻ, trước khi thỏ đẻ 2-3 ngày chúng ta đặt cái ổ đẻ vào trong chuồng thỏ. Khi mà thỏ sắp đẻ thì nó sẽ vào ổ, quần ổ và bứt lông. Và sau đó thì cái lông này được phụ lên cho giữ cho đàn ấm cho đàn con. Chăm sóc thỏ cái nuôi con thì chúng ta phải cung cấp cái dinh dưỡng cho thỏ, đảm bảo là thỏ vừa tiết sữa nuôi con vừa mang thai. Chúng ta cho ăn định lượng ngày 2 lần. Về thức ăn xanh có thể sử dụng các loại rau như rau muống, rau lang và bổ sung thêm cám hỗn hợp. Về chăm sóc thỏ con theo mẹ thì khi thỏ đẻ xong chúng ta phải quan sát thỏ nó có đẻ tập trung hay không. Nếu nó đẻ rải rác thì chúng ta phải gom lại bỏ vào cái ổ đẻ. Và chúng ta nếu những con nào mà chết thì chúng ta bắt ra ngoài. Và trong quá trình nuôi dưỡng thì chúng ta quan sát nếu những con thỏ con nào mà được bú mẹ thì nó da nó căng màu hồng đỏ, còn những con nào mà không bú mẹ thì da nó sẽ nhăn nheo. Và trong quá trình từ 1 đến 18 ngày đầu thì thỏ con sống hoàn toàn nhờ vào sữa mẹ. Và sau 18 ngày thì thỏ con có thể ra khỏi ổ đẻ và tập ăn cùng thỏ mẹ. Cho đến khi thỏ được 30 ngày tuổi thì chúng ta cai sữa và tách ra khỏi mẹ. Chăm sóc thỏ con sau cai sữa, thỏ con sau cai sữa là từ khoảng 30 ngày tuổi trở lên. Trong giai đoạn này, về cái hệ vi sinh vật của thỏ con nó cũng chưa hoàn chỉnh. Giai đoạn này sử dụng thức ăn xanh thì thỏ con nó dễ bị những cái bệnh về đường tiêu hóa. Do vậy chúng ta phải bổ sung thêm men tiêu hóa. Và từ 30 ngày trở lên tới 40 ngày chúng ta không cho ăn thức ăn hỗn hợp. Và sau 40 ngày thì ta tập dần với thức ăn cám hỗn hợp. Và sau đó khi thỏ đạt tới 9 tuần tuổi thì lúc đó chúng ta cho ăn thỏ ăn tự do. Kính thưa bà con, trong quá trình nuôi thỏ thì chúng ta cũng thấy những cái bệnh phổ biến xảy ra. Thông thường là bệnh sình bùn tiêu chảy trên thỏ. Cái bệnh thứ hai là cái bệnh bài huyết trên thỏ. Cái bệnh thứ ba là bệnh ghẻ. Và bệnh thứ tư là bệnh tụ huyết trùng trên thỏ. Đối với cái bệnh sình bùn tiêu chảy thì nó xuất hiện thường ở thỏ trưởng thành và thỏ con sau cai sữa. Về nguyên nhân, do có thể là sử dụng các cái thức ăn không đảm bảo chất lượng, ôi thiêu, hoặc là chúng ta thay đổi thức ăn nó quá đột ngột.
khi thọ bệnh thì chúng ta thấy triệu chứng thọ biếng ăn, bụng sình, phân lỏng có khi màu xám hoặc màu đen, thọ gầy yếu và chết. Về điều trị thì chúng ta ngưng những cái thức ăn không đảm bảo về vệ sinh và có thể sử dụng các cái kháng sinh như tetracycline để điều trị. Về điều trị thì chúng ta có thể là sử dụng các cái kháng sinh sau, colistin hoặc là peptinomycin để điều trị. Đối với bệnh ghẹ, về cái nguyên nhân là do cái ký sinh trùng gây nên, thọ có cái triệu chứng là ngứa rụng lông và nơi chỗ rụng lông đó nó xuất hiện những cái màng vảy và những cái con bị nặng nó sẽ bị nhiễm trùng có mủ, thọ gầy yếu và chết. Chúng ta có thể điều trị sử dụng cái ivermectin hiện nay có trên thị trường và chúng ta chăm sóc nuôi dưỡng cho tốt, chuồng trại phải vệ sinh sạch sẽ để phòng bệnh. Đối với bệnh bại huyết, đây là một cái bệnh truyền nhiễm có tính lây lan mạnh, nguyên nhân là do một cái loại virus gây nên. Khi thọ bệnh có cái triệu chứng là bình thường hoặc lờ đờ, sau rồi bỏ ăn và chết hàng loạt. Bệnh này có thể chết đến 90% của đàn thọ. Trước khi thọ chết có cái triệu chứng là dãy dùa, quay vòng, ọc máu mũi miệng, và gan sưng to, bở, phổi và vành tim xuất huyết. Thì bệnh này không có thuốc trị, mà hiện nay chúng ta phòng chỉ bằng vaccine có trên thị trường. Và vaccine đã tiêm chủng từ thọ từ 2 tháng tuổi và lặp lại sau 6 tháng. Về bệnh tụ huyết trùng thì nguyên nhân là do con vi trùng Pasteurella gây nên. Khi thọ bệnh có triệu chứng sốt cao 41-42 độ C, thọ bị viêm kết mạc, thở khó, dịch mũi chảy ra nhiều. Về điều trị, chúng ta có thể sử dụng các cái kháng sinh như là tetracycline để trị. Nếu sốt cao, ta có thể sử dụng cái anagin. Xin chào anh. Dạ, chào. Cũng được biết là anh cũng nuôi thỏ cũng lâu năm á. Vậy thì cũng xin anh cho biết những cái kinh nghiệm nuôi như thế nào để đạt hiệu quả kinh tế thưa anh ạ. Mình nuôi lâu năm, mình rút kết kinh nghiệm thì mình nuôi trước hết thì vệ sinh chuồng trại cho nó thông thoáng. Yeah. Sau tới thời kỳ phối giống mình để theo dõi sát sao cho nó để được xa và nhiều. Còn vấn đề về bệnh tật thì anh có kinh nghiệm nào không ạ? Bệnh tật thì mình đã nuôi được vài năm thì mình cũng rút kết kinh nghiệm. Thì như bệnh bại huyết, bệnh ghẻ, bệnh tụ huyết trùng rồi thì mình cũng có đi học quá tập huấn thì mình cũng có tiêm ngừa và phòng bệnh được. Yeah. Rồi cái chế độ ăn uống của nó làm sao thưa anh ạ? Chế độ ăn thì nó cũng ăn rau xanh và mình trộn thêm cám hỗn hợp. Sáng mai ăn rau thì chiều phải ăn cám. Để cho anh mà nó cái tỷ lệ heo hụt nó ít nè, rồi nó cũng có tăng trọng nhanh thì anh có cái biện pháp nào hay không thưa anh? Mình cho nó ăn đúng chu kỳ, đúng ngày giờ định sức nó thì nó đỡ hơn, đỡ giảm cái tỷ lệ heo hụt, tăng trọng được nhanh thì thỏ nó mau phát triển, mau lớn thôi. Trung bình thỏ từ khi sơ sinh cho đến khi mà mình xuất bán thịt được thì khoảng bao lâu thưa anh? Từ ngày nó đẻ sơ sinh và tới ngày bán thịt thì trung bình nó từ 90 đến 100 ngày, thì trọng lượng nó khoảng từ 2,2 đến 2,5 kg, thì theo chế độ ăn mình cho nó ăn. Xin cảm ơn anh ạ. Nghề nuôi thỏ cũng nhàn rỗi như nuôi những gia súc gia cầm khác. Tuy nhiên, nuôi thỏ không cần diện tích đất nhiều, chỉ cần vài trăm mét vuông đất quanh nhà, chúng ta cũng có thể thiết kế chuồng nuôi từ vài trăm đến vài ngàn con thỏ. Thức ăn cho thỏ phong phú, rau cỏ, củ quả, dê lang, dê đậu, vân vân và nhiều loại cây trái khác. Hiện nay thỏ thịt có giá từ 140.000 đến 150.000 đồng một ký. Trừ chi phí con giống, chuồng trại và thức ăn, người chăn nuôi có lãi từ 40.000 đến 50.000 đồng một con. Trong chăn nuôi thỏ, nếu công tác phòng bệnh tốt, tỷ lệ hao hụt thấp thì đây là nghề mang lại kinh tế ổn định cho các hộ gia đình ở nông thôn.